Hello các tình yêu nha, ở đây rất là nhiều người phân biệt hàng thật và hàng giả. Hôm nay em sẽ check cái mảng sản phẩm cho mọi người xem cái mã vạch của bên em như thế nào nha. Đây là hàng chính hãng của bên em nha mọi người nha. Đây, bên em xài, khách mua về xài rất là ok nha, xài sử dụng sau 3-4 ngày đã dài rồi nha, không phải là hàng giả như các chị đã nói nha. Đây là cách kiểm tra hàng, đây mã check, em dùng phần mềm iCheck đây. Đó, các chị xem thông tin đầy đủ, đây là cây miên ngày nha. Miên ngày các chị có thể dùng từ 1 đến 2, 2 đến 3 lần cũng được, đều thích nha. Đó, đây các chị xem đây. Mua tại công ty đây, mua tại cửa hàng là 300 ngàn đây các chị xem nha. Đó. Rồi. Em sẽ check cái thứ hai là cái này. Thứ hai là cây miên màu hồng mi đêm nè. Đó. Quý vị xem nha. Sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất nha các chị nha. Đó, hẳn hoi đàng hoàng. Rồi, chị nào có thắc mắc nữa thì inbox qua Zalo cho em nha. Xin chào các bạn mọi người. Bộ miên nhà em. Ta ta ta.